trong khoảng 10.000 hóa chất tự nhiên phytochemical tồn tại trong tự nhiên, phần lớn polyphenol, anthocyanin là hợp chất màu từ quả nho và quả việt vất. Isoflavon trong đậu nành và catechin là vị đắng trong thực phẩm. Polyphenol, caroten trong cà rốt và bí đỏ, lycopene trong cà chua, lutein trong bắp, cây bông cải và rau chân vịt được biết là hóa chất tự nhiên. Phytochemical thuộc nhóm polysaccharide, fucodan dẻo có trong rong biển, glucan trong nấm, betin trong táo và quả bưởi có đầy đủ các hóa chất tự nhiên phytochemical. Cá, thịt, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa. Nếu với thực phẩm này sử dụng dư thừa sẽ làm tổn hại đến đường ruột, dẫn đến mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Cá ngừ, cá kiếm ngày nay bị nhiễm thủy ngân. Nếu thủy ngân tích lũy trong cơ thể có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh. Báo cáo gần đây nhất, chất thủy ngân trong cá ngừ đang tăng. Lượng thủy ngân tích trữ trong cơ thể của dân số hiện nay cũng ngày càng tăng lên. Qua kiểm tra trong máu đã chỉ ra một vài người trong máu có chứa thủy ngân cao kinh khủng. 100 gram thủy sản như các loài cá nhỏ hàng ngày, tôi đề nghị cá mòi, cá nục ít bị nhiễm thủy ngân. Hai cá mòi con hấp sấy khô giàu canxi, thịt làm cho máu bẩn, làm tổn hại đường ruột. Vì thế tốt nhất là nên dùng thịt bò có chất lượng tốt chỉ một hoặc hai lần trong tháng với một lượng thật nhỏ. Ăn thức ăn rán hay chiên gây khó tiêu, dẫn đến dung nạp một lượng dư thừa axit béo chịu hóa. Nên chiên trong dầu ép nguội như dầu ô liu nguyên chất, dầu hạt mè chất lượng tốt, hay nấu không sử dụng dầu bằng cách nướng hầm. Đối với trứng, nên ăn trứng do gà nuôi thả vườn đẻ từ 1 đến 3 lần trên tuần. Không nên dùng sữa hay sản phẩm từ sữa, bơ, phô mát, sữa chua, kem vì chúng có thể gây ra vấn đề cho nhiều người. Bữa ăn đạm bạc, đậu, cơm gạo lứt, rau và dưa chua để dễ tiêu hóa. Đậu đen và cơm, đậu nâu và cơm, nó là cơm gạo lứt và súp đậu nành 2 natto. Ngũ cốc, rau, nấm được bổ sung vào thức ăn thì sẽ có nhiều amino acid được bổ sung. Điểm quan trọng nhất của chế độ ăn theo phương pháp sinh gia chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật dường như rất rẻ nhạt đối với những người quen ăn nhiều thịt. Tuy nhiên, tôi muốn bạn suy nghĩ về những bữa ăn có quá nhiều thịt làm tổn hại đến thể xác và tinh thần của bạn. Nguồn gốc từ thực vật là điều hoàn toàn có thể và do đó cuộc sống tốt đẹp chỉ có trong cơ thể khỏe mạnh. Nguồn gốc từ thực vật, rau quả bạn chọn có năng lượng sống. Nếu mua thực phẩm tươi có năng lượng sống gặp khó khăn thì cần thiết phải sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất hay enzyme. Nấu ăn như muối, dầu ăn kém chất lượng. Muối biển tự nhiên chứa khoáng chất như magie, canxi, kali và iốt. Muối tinh chế là giống như một hóa chất nhân tạo. Nếu ăn một lượng dư thừa sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong cơ thể, gây ra bệnh tăng huyết áp và các vấn đề khác. Nếu dùng lượng muối biển tự nhiên hợp lý thì không cần lo lắng về bệnh tăng huyết áp và không cần thiết phải giảm lượng muối đã dung nạp vào cơ thể. Đường trắng được sản xuất thông qua quy trình tinh chế làm mất đi hầu hết các vitamin và khoáng chất, chỉ còn lại vị ngọt và calo. Dư thừa đường trắng sẽ làm tăng nhanh hàm lượng gluco trong máu, gây ra bệnh tiểu đường, béo phì. Đường là thực phẩm có tính axit nên một lượng lớn sẽ mất cân bằng pH trong máu, dẫn đến dư thừa axit. Cơ thể phải có những khoáng chất để khôi phục tính kiềm. Một loại khoáng chất mà cơ thể chúng ta sử dụng nhiều và đảm nhiệm vai trò này là canxi. Phần lớn canxi trong cơ thể nằm ở xương. Khi mất một lượng lớn canxi thì xương sẽ yếu hơn, chúng ta sẽ thể bị loãng xương.
Cho nên thiếu canxi sẽ làm mất cân bằng cơ thể về tinh thần, gây ra chứng dậy kích ức, lo lắng và thiếu tập trung.